Có một cái loại cây, nó có rất nhiều tinh dầu, mà nó rất là quen thuộc với cô bác chị mình. Bởi vì nó có rất nhiều tinh dầu, cho nên nó được áp dụng trong y học đông y rất nhiều. Khi mà chúng ta bị viêm mũi, dị ứng hoặc viêm mũi, viêm xoang, hoặc chúng ta bị cảm phong hàn, cảm lạnh, trúng gió, thì cái loại dược liệu này nó rất là tuyệt vời. Bởi vì sao hãy nói tuyệt vời? Bởi vì nó rất tốt, tinh dầu của nó rất nhiều. Trong cái thời buổi hiện tại, khi mà chúng ta bị bà ghé thăm, thì chúng ta rất cần cái này. Bởi vì nó rất là nhiều tinh dầu. Làm gì? Xong. Và hôm nay Phan Hải sẽ chia sẻ cho quý quán chị mình cái loại dược liệu này và cái cách để chúng ta xong cũng đơn giản lắm. Nếu không có loại dược liệu này tại nhà hoặc ở hàng xóm, thì chúng ta có thể lên trên mạng mua hạt về. Trong vòng vài thời gian ngắn thôi, nó đã có được giống của quán chị mình rồi. Và trong một lần sử dụng mãi mãi. Và loại này rất cần trong cuộc sống chúng ta. Đây, Hải đã chia sẻ rất nhiều trong kênh về cái cây này rồi. Cây này là cây é tía, còn hay gọi là cây hương nhu tía. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái cách để chúng ta sử dụng ha. Thì cây hương nhu tía này á, nó rất là thơm. Mà nếu mà người nào mà không nghe được cái mùi, không chịu được cái mùi thơm của nó thì gọi là hôi. Cây này nó còn gọi là cây é tía, bởi vì cái hạt của nó giống như cái hạt é đó. Và khi mà ngâm nước thì nó cũng giống giống như hạt é, cho nên gọi là hạt é tía. Đó, trong cái cây này á, là toàn thân nó, bộ phận nào nó cũng có chứa tinh dầu. Và chứa tinh dầu rất nhiều, chứ không phải là ít nè. Đây, nó tím tím nè, các anh chị mình thấy không? Gọi là hương nhu tía. Tía là tím đó các anh chị mình. Đó, ai mà không biết cây này thì chúng ta tìm hiểu trên Google ha. Đó, thoạt nhìn thì nó rất là giống cây tía tô. Nhưng mà đây, tía tô đây, cho các anh chị mình xem tía tô. Đây. Đó. Tía tô đây. À, tía tô này cũng rất là nhiều tinh dầu, nhưng mà nó không bằng cây hương nhu tía này. Rồi, khi mà chúng ta muốn sử dụng nó thì đây là cách đây. Hương nhu tía này, bộ phận sử dụng của nó là toàn thân, nhưng mà cái lá và cái đọt của nó là chúng ta ngắt vào, còn cái thân của nó thì để cho nó tiếp tục sinh trưởng. Chúng ta ngắt vào tùy theo chúng ta xong. Nếu chúng ta xong cái mũi không, do chúng ta bị viêm mũi dị ứng, hoặc viêm mũi hoặc là viêm xoang. Viêm xoang thì tất cả các loại xoang khi tinh dầu này vào, nó sẽ kháng khuẩn kháng viêm rất là tốt. Viêm là do bị khuẩn, thì tinh dầu vào nó kháng khuẩn kháng viêm. Đó, thì chúng ta sẽ lấy khoảng nắm thôi. Nếu mà xong cái mũi không thì chúng ta sẽ lấy một nắm thôi. Đó, còn nếu mà chúng ta xong toàn thân thì chúng ta lấy nhiều hơn. Lưu ý, nó có thể hỗ trợ chúng ta điều trị viêm họng luôn nha, viêm họng, đau họng luôn nha. Bởi vì tinh dầu này nó vào nó sẽ kháng khuẩn mà. Và cái đường mũi chúng ta nó sẽ thông xuống đường họng chúng ta luôn. Đó. Thì cái cách xong thì nó đơn giản lắm, nhưng mà chúng ta phải biết để chúng ta điều trị bệnh. Thì khi mà chúng ta muốn xong mũi thì chúng ta lấy nắm. Lấy nắm ha. Rồi của anh chị mình nấu cho Hải là khoảng 1 xị nước, 250ml nước sôi lên. Nhớ là phải sôi lên nha. Nấu sôi lên mạnh, xong cái chúng ta sẽ cái hương nhu này nè, chúng ta sắc nhỏ nhỏ ra, chúng ta bỏ vào nồi, đậy nắp lại. Đậy nắp lại và chúng ta sẽ nhắc xuống liền. Một hồi Hải sẽ lưu ý cho các anh chị mình tại sao mà nấu nước sôi rồi mới bỏ vào. Rồi, nhắc xuống liền. Rồi chúng ta sẽ có một cái tấm giấy, chúng ta quấn lại một đầu nhỏ, một đầu lớn, như cái quặng, cái phễu gì đó. Đó, thì chúng ta chụp cái đầu lớn vào cái nồi đó, cho cái nồi đó chúng ta dỡ nắp ra. Và chúng ta chụp cái phễu đó vào. Và cái độ cao của cái phễu đó khoảng chừng 30-40cm, có nghĩa là 3-4 tấc. Và cái đầu nhỏ khoảng ba lớn như vậy. Và chúng ta để bên mũi như thế này, lâu lâu để qua đây. Và chúng ta hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng. Cái hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng nó để làm gì? Khi mà chúng ta hít tinh dầu vào mũi nè, và chúng ta thở ra bằng miệng nè, thì vô tình á, là nó sẽ trị luôn cái viêm họng. Người nào bị viêm xoang thì cái dịch nhầy á, nó sẽ tụt xuống ở dưới sau thành họng. Lâu ngày vài tháng ẩm ướt và có vi khuẩn thì nó sẽ làm cho chúng ta bị viêm họng. Đó,
Có những người viêm họng thông thường, có những người viêm họng mà gây sốt nóng đó. Tại sao mà chúng ta bị viêm họng hoài vậy ta, mà trị hoài không hết? Chúng ta không có trị cái gốc. Cái gốc của nó là viêm xoang, viêm mũi, nó chảy cái dịch nhầy xuống thành họng, rồi bắt đầu nó lây viêm họng. Nếu chúng ta trị viêm họng thì cái mũi của chúng ta không có hết, nó đâu có hết đâu, chúng ta đâu có trị đâu. Thì như vậy thì nó sẽ bị viêm họng hoài. Trị cái gốc có nghĩa là chúng ta sẽ trị cái viêm xoang hết rồi thì cái dịch nhầy nó không có xuống nữa thì viêm họng cũng sẽ hết tự nhiên hết thôi. Và chúng ta hít vào mũi, thở ra bằng miệng thì nó đồng thời nó trị được hai chỗ, mũi, viêm xoang và thành họng, viêm họng đó. Và mỗi ngày nếu chúng ta bệnh nặng thì mỗi ngày chúng ta có thể làm một lần, nếu chúng ta bệnh nhẹ thì mỗi tuần chúng ta làm 3-4 lần, có nghĩa là ngày làm ngày nghỉ đó. Nhớ là một ngày là nhiều lắm chỉ một lần thôi nha, bởi vì cái niêm mạc của cái mũi chúng ta nó cũng rất mỏng, rất dễ bị kích ứng thôi. Chúng ta làm một ngày 2-3 lần thì nó không tốt, cái hơi nóng nó vào không tốt ha. Còn có nhiều người thì cứ bây giờ nó có bán một cái gọi là một cái ly mà nó để xong á, cái ly xong có nắp chụp, nó có một cái vòi nhỏ lên á, thì chúng ta mua cái đó chúng ta về làm cũng được, không sao hết đó. Thì bây giờ thì thời buổi hiện đại rồi, nó có nhiều cái rất là để cho chúng ta rất là thuận tiện, dễ dàng để chúng ta sử dụng. Rồi khi mà chúng ta muốn xong cơ thể á, thì khi mà chúng ta bị cảm lạnh trúng gió rồi đó, thì chúng ta có thể lấy thêm một số cái loại dược liệu khác mà có tinh dầu, ví dụ như lá bưởi, lá ổi, lá xả đó. Thì tùy vùng miền chúng ta có thể bổ sung thêm một số cái loại dược liệu, nhưng trong đó thì cái đinh hương nhu tía này, cái é tía này là một trong những dược liệu đứng đầu, bởi vì tinh dầu rất nhiều. Tinh dầu thì đôi khi thì nó sẽ mang cái tính ấm nóng, mà chúng ta bị nhiễm trúng gió đó là bị vấn đề về lạnh. Thì như vậy thì cái ấm nóng này nó vào á, thì nó sẽ đẩy cái lạnh nó ra, đẩy cái hàn nó ra. Thì như vậy thì nó trị bệnh chúng ta rất là tốt. Thì nếu chúng ta có nhiều thì chúng ta lấy nhiều. Khi mà chúng ta xong toàn thân á, thì cô bác chị mình lấy cho Hải khoảng chừng 100 đến 200 gram tươi. Cái này là sử dụng tươi ha, còn nếu phơi khô thì nó mất tinh dầu rồi. Tươi đó, rồi cắt nhỏ ra. Khi mà chúng ta nấu nồi nước xong á, thì thường thì chúng ta để sôi lên xong rồi chúng ta mới thường thì chúng ta bỏ vào, đổ nước vào luôn và chúng ta nấu sôi lên. Sau khi sôi khoảng chừng 5 phút thì chúng ta sẽ nhắc xuống và chúng ta sẽ xong, đúng không ạ? Thì như hồi nãy Hải nói, những loại cây chúng ta dùng để xong thì tinh dầu rất nhiều. Nếu chúng ta để cho nó sôi lâu dài, trong nước nóng lâu dài quá thì cái tinh dầu nó bốc hơi. Bởi vì khi mà nước nó sôi lên, các bạn chị mình thấy không ạ? Cái hơi nó xịt ra, bốc hơi lên, thì cái hơi nó mang tinh dầu đi theo. Thì như vậy thì có một cái cách mà hạn chế, ở đây Hải nói là hạn chế chứ không phải là tối đa ha, hạn chế thôi, là nó đỡ mất tinh dầu. Có nghĩa là chúng ta muốn xong thì chúng ta sẽ nấu một nồi nước cho nó sôi dữ dội lên, nước nóng sôi dữ dội lên. Những dược liệu mà chúng ta muốn bỏ vào nồi nước xong thì chúng ta cắt khúc nhỏ nhỏ ra. Thì sau khi mà nước nó sôi dữ dội, chúng ta bỏ cái dược liệu đó vào. Sau khi nước nó sôi trở lại đó, khoảng chừng 2 đến 3 phút là chúng ta sẽ nhắc xuống liền. Như vậy thì nó giảm bớt cái vấn đề mà thất thoát cái tinh dầu ha, thất thoát cái tinh dầu từ cái loại những loại dược liệu mà chúng ta muốn xong. Thì cái xong toàn thân này nó có một cái đầu hạn chế, đó là chúng ta không xong liên tục được giống như xong mũi ha. Đó, mức độ hạn chế của nó đây. Thì mức độ hạn chế như thế nào? Mỗi ngày chúng ta chỉ xong một lần thôi, và mỗi tuần chúng ta chỉ xong được một hoặc hai lần thôi. Bởi vì sao? Khi chúng ta xong, của anh chị mình thấy cái hiện tượng là đổ mồ hôi không ạ? Có nghĩa là nó đổ mồ hôi ra, nghĩa là cái hàn, cái lạnh của mình ở trong người nó thoát ra. Thì chúng ta đang bị cảm lạnh hoặc trúng gió mà đó, thì nó đẩy những cái thứ mà cơ thể chúng ta nó không thích, là thứ không tốt cho sức khỏe, nó đẩy ra ngoài. Kèm theo đó là mồ hôi, đó là nước. Thì như vậy nó làm cho chúng ta bị mất nước đó. Mà mỗi ngày mỗi xong như vậy thì cơ thể chúng ta bị mất nước trầm trọng. Mà mất nước nhiều quá không tốt đó. Sau khi xong cơ thể, ở đây Hải đi nói xong cơ thể ha, sau khi xong cơ thể xong, chúng ta nên bù nước và điện giải trong cơ thể trở lại. Điện giải thì có rất là nhiều cái sản phẩm, hoặc là rất là nhiều cái loại nước uống của anh chị mình có thể tìm mua. Hoặc là sau khi mà xong thì cơ thể chúng ta nó bị mất nước rồi, thì chúng ta có thể đơn giản là chúng ta uống nước và bù thôi ha. Đó, thì như vậy thì nó mới tốt, mỗi tuần 1 đến 2 lần thôi. Còn cái xong mũi này thì chúng ta chỉ xong cái lỗ mũi thôi, thì mỗi ngày 1 lần. Và
Nếu nặng thì liên tục mỗi ngày một lần, còn nếu nhẹ thì mỗi tuần 3-4 lần, cách ngày, xong ngày, cách ngày, xong ngày. Và trong khi mà chúng ta bị viêm xoang mà chúng ta xong bằng cây hương nhu này thì chúng ta cũng nên lưu ý là viêm xoang, viêm mũi, khi chúng ta điều trị bệnh thì chúng ta phải kiêng cử, đó là gì? Hút thuốc. Đó, hút thuốc này. Không ăn cá biển. Rồi không ăn rau muống, đậu xanh. Cái đậu xanh và rau muống thì nó vào thì nó giả thuốc. Như vậy trong khi điều trị thì chúng ta nên kiêng cử hút thuốc, uống rượu, rau muống, đậu xanh, cá biển, măng. Đó. Măng tre, măng nứa, măng gì cũng không ăn hết. Đó. Thì như vậy thì đó là một cái số lưu ý. Còn người cao huyết áp, thấp huyết áp hay là phụ nữ có thai sử dụng được hết. Trẻ em trên 7 tuổi, 6 tuổi, 7 tuổi đã xong được rồi. Đó. Thì như vậy thì hôm nay Văn Hải đã chia sẻ thêm một số công dụng từ cây hương nhu tía này để cho cô bác anh chị mình có thể tham khảo và chúng ta sẽ nắm rõ hơn cái cách sử dụng của nó và cái cách để chúng ta nấu cái nồi xong. Đó. Thì mong rằng có thể giúp đỡ được một phần nào cho quý cô bác anh chị mình trong cái hoàn cảnh khó khăn này. Hãy xin nhắc lại, nếu muốn có hương nhu tía này, ở nhà chúng ta không có, hàng xóm không có, thì chúng ta nên tìm mua hạt giống ở trên mạng. Chỉ cần hạt khô khô như thế này nè, chúng ta gieo trong một cái chậu thôi, mút nó lên nhiều lắm. Ở chỗ Hải thì hồi đó có một cây, Hải đi mua cây cảnh, cây kiển, vô tình nó có một cây, Hải nuôi luôn rồi nó tốt hơn cây kiển, cái cây kiển luôn, rồi nó rụng hột xuống và bây giờ nó lên một đám luôn. Nhưng Hải không bỏ nó, bởi vì thời buổi hiện tại rất cần đến nó. Và trong khi chúng ta sinh hoạt hàng ngày, sống hàng ngày thì đôi khi chúng ta bị cảm trúng gió này nọ thì cũng cần nó để xong, thì rất là tốt. Mong rằng có thể giúp đỡ được một phần nào cho quý cô chị mình. Ngoài ra cây hương nhu tía này nó còn có những chức năng khác, ví dụ như hỗ trợ điều trị rụng tóc hoặc là hói, đầu hói mà Hải cũng đã chia sẻ trong kênh rồi. Các anh chị mình có thể vào kênh bấm là bài thuốc trị hói đầu chấm Phan Hải Channel thì nó sẽ ra cái bài thuốc có cái cây hương nhu tía này hoặc cây é tía này cho các anh chị mình tham khảo ha. Rồi, một video Hải thường làm hơi dài bởi vì Hải muốn một video Hải sẽ nói lên hết tất cả những cái công dụng và những cách thức làm và những lưu ý chính xác rõ ràng cho các anh chị mình tham khảo. Làm kỹ như vậy, kỹ thì đồng thời là cái video sẽ dài, mong rằng các anh chị mình thông cảm ha. Rồi bây giờ thì Phan Hải xin kết thúc video đây. Xin chào, xin hẹn gặp lại quý anh chị mình trên kênh YouTube Phan Hải Channel vào video tiếp theo.